Hãng tin TASS ngày 25 tháng 7 dẫn thông tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc trực thăng Mi-28 rơi trong chuyến bay thường lệ ở vùng Kaluga, phía Tây Nga. Chiếc trực thăng Mi-28 đã bị rơi ở vùng Kaluga khi đang thực hiện chuyến bay thường lệ. Bộ Quốc phòng Nga nói, chiếc trực thăng đã rơi xuống một khu vực hoang vắng, không có thiệt hại nào trên mặt đất. Phi hành đoàn đã thiệt mạng. Theo quân đội nước này, thông tin ban đầu cho thấy trục trặc kỹ thuật là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trực thăng. Một ủy ban thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn, Bộ Quốc phòng Nga thông tin. Đây không phải là lần đầu tiên trực thăng Mi-28 gặp nạn. Tháng 5 năm 2023, một chiếc trực thăng quân sự Mi-28 đã bị rơi do lỗi kỹ thuật trong chuyến bay huấn luyện ở bán đảo Crimea, khiến cả hai phi công đều thiệt mạng.